trong vũ trụ phim ảnh hoa ngữ cách trả lời phỏng vấn của diễn viên bộc lộ ít nhiều tính cách và trí tuệ của họ việc trả lời các câu hỏi trong những buổi phỏng vấn được ví như con dao hay lưỡi bởi mọi diễn viên đều phải chịu trách nhiệm với những phát ngôn của mình mới đây một đoạn phỏng vấn của triệu lộ tư vào năm 2021 đã bị đào lại nhân dịp cô lại sắp có phim lên sóng truyền hình đó là bộ phim ngõ nhỏ mà mỹ nữ họ triệu đóng chính cùng diễn viên hầu minh hạo quan hiểu đồng thái văn tịnh ngõ nhỏ là bộ phim khai thác đề tài chính kịch chủ yếu xoay quanh một gia đình ba thế hệ hết lòng vì công việc phục vụ cho lợi ích của người dân tại khu vực kiên định theo đuổi và thực hiện ý chí ban đầu Nội dung được chia làm ba chương thời đại tiêu biểu cho những năm 50, 80 và thế kỷ 21 hiện đại, Triệu Lộ Tư đảm nhận nhân vật tiền tảo, làm công việc tình báo trong thời kỳ đầu giải phóng của Trung Quốc. Nhờ vào năng lực làm việc xuất sắc và không ngại gian khó, Điền Tảo hoàn thành tốt nhiệm vụ phổ cập văn hóa cho người dân, tiếp tục dẫn dắt mọi người quyên góp tiền cho lực lượng quân tình nguyện, lý tưởng của Điền Tảo được nối tiếp bởi con gái Hiểu Mẫn và cháu gái Lâm Duyệt của cô. Hiểu Mẫn được đảm nhận bởi diễn viên Thái Văn Tịnh còn Lâm Duyệt được thủ vai bởi diễn viên Quan Hiểu Đồng. Trong cuộc phỏng vấn một năm trước về phim Ngõ Nhỏ, khi được hỏi về nhân vật Điền Tảo, Triệu Lộ Tư đã giải thích đó là một cô gái đã đóng góp công sức của mình trong thời kỳ thành lập đảng. Tuy nhiên, bối cảnh của bộ phim là nói về ba niên đại, 1950, 1980 và thế kỷ 21. Trong khi đó, thời kỳ thành lập đảng của Trung Quốc là năm 1921. Như vậy, câu trả lời của Triệu Lộ Tư có sự sai lệch nghiêm trọng về mặt kiến thức lịch sử. Điều này càng trở nên đáng trách hơn khi cô vừa tham gia đóng một bộ phim nói về đề tài này. Trước sự chỉ trích đẹp nhưng y quy thấp của công chúng, Phan đã giải thích rằng trong khoảng thời gian này bộ phim 1921 do Triệu Lộ Tư đóng đang được quảng bá nên nữ diễn viên mới có sự nhầm lẫn bối cảnh giữa hai phim. Tuy nhiên, lời giải thích này không khiến công chúng hài lòng. Một comment mềm mai. Văn hóa thấp là văn hóa thấp, đừng cố thể trắng nó.